kính chào quý vị. Đây là 1400 gần 100 chiếc container vưa được sơn thương hiệu của Bưu điện Việt Nam, Vietnam Post, chữ xanh trên nền vàng quen thuộc với người dân Việt Nam. Các container này được nối theo đôi tàu hàng nhanh H9T và H10T trên tuyến đường sắt Yên Viên Hà Nội đến Sóng Thần Bình Dương, hành trình 40 giờ, hoạt động liên tục với tần suất chạy tàu 7 ngày một tuần, mang hàng hóa là bưu kiện, bưu phẩm, hàng có giá trị cao cần bảo quản tốt được Bưu điện Việt Nam chuyển đến các địa phương mọi miền Tổ quốc. Việc vận chuyển bằng tàu container nhanh của Bưu điện Việt Nam kết hợp với hệ thống xe lồng lưới chuyên dùng mang đến sự an toàn cho hàng hóa suốt hành trình. Việc vận hành khai thác cũng thuận tiện hơn, giảm sức lao động thủ công trong thực hiện xếp dỡ và giao nhận hàng cho các xe thư. Cùng với đó còn giúp cho hàng hóa lưu thoát tốt, rút ngắn thời gian giao hàng. Mỗi hành trình vận chuyển được 15 container, tương đương khoảng 150 tấn hàng hóa. Như vậy, tính cả hai chiều Bắc Nam và ngược lại sẽ lưu thoát được tới 300 tấn hàng hóa. Năng lực vận chuyển khép kín của tàu container nhanh cũng đáp ứng mọi nhu cầu chuyển phát của khách hàng. Với dịch vụ này, khách hàng có thể chủ động chọn lô, chọn chuyến, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển. Sự luân chuyển hàng hóa liên tục cũng đảm bảo nhanh chóng, an toàn, không xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn hàng, đặc biệt trong những dịp cao điểm lễ Tết khi nhu cầu vận chuyển gia tăng. Thời gian 40 giờ hành trình trục Bắc Nam bằng tàu container nhanh cũng đáp ứng cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng kinh doanh trên mạng có lợi thế rất nhiều so với thời gian 42 đến 60 tiếng nếu vận chuyển bằng ô tô và xe xã hội. Bưu điện Việt Nam đang tiếp tục mở rộng năng lực vận chuyển theo hình thức hiệu quả này để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Cùng với đó, các hình thức vận chuyển khác cũng tiếp tục được duy trì như tận dụng năng lực 6 toa tàu khách nhanh SE, xe ô tô chuyên ngành trục Bắc Nam, sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên ngành loại 15 tấn, sử dụng xe ô tô xã hội nhằm khắc phục ngày đường thư tàu hỏa container không hoạt động hoặc các trường hợp lệch tải, đột xuất, phát sinh khác, phục vụ khách hàng chất lượng và hiệu quả nhất. Việc tổ chức mới chuyến vận chuyển hàng bưu chính bằng container với nhiều ưu điểm vượt trội về thời gian và độ an toàn đã khắc phục được toàn bộ các tồn tại khó khăn trong lưu thoát xếp dỡ trước kia, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực lưu thoát trên tuyến trục Bắc Nam của Bưu điện Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược cải tiến, đổi mới, sắp xếp lại mạng lưới vận chuyển bưu chính, đáp ứng yêu cầu của môi trường sản xuất kinh doanh mới. Qua đó, Bưu điện Việt Nam đạt được nhiều mục tiêu lớn, ổn định hành trình và lưu lượng khai thác, nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển phát, mở ra các dịch vụ mới, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát của đất nước.